Hello anh em à. Nay lên cho anh em một cặp Yamaha ha. Khá là đẹp luôn. Mẫu là chuyên về naked, còn một mẫu chuyên về Lexus ha. Yamaha XSR 155, biển số tỉnh, odo 800 cây thôi. Đăng ký 2022 luôn, mới được có 2 tháng. Tháng mấy 2 tháng rồi. Là xe dán keo đầy đủ luôn. Rất là kỹ nha, đủ đồ. Cặp kiến viên nói chung là gắn vài cái option đồ chơi cơ bản thôi. Lát hồi em sẽ đi sơ sơ cho mọi người xem ha. Rồi kế bên là mẫu Yamaha M Blast ha. Xe này, dòng xe này là nhập ở thị trường Thái Lan ha mọi người nha. Biển số Sài Gòn luôn, giá là 43 triệu 80 ngàn, đăng ký 2017, cực kỳ đẹp nha. Đó, phiên bản màu keo trong nguyên con, phiên bản màu bạc xanh neon. Đó, màu dạ quang nè, rất là sang luôn. Tem chùm tem đồ này nọ là của Thái hết, made in Thái Lan hết nha. Thì nó sẽ nôm na giống như mẫu T-Biz thôi, nhưng mà nhập thị trường Thái thì ở mỗi nước này có một cái tên gọi khác nhau, và chất lượng về cũng khá là ok hơn nha. Đó, theo là cảm quan đồ này nọ đó. Rồi ok, thì bây giờ em sẽ review chi tiết từng mẫu xe để anh em có thể tham khảo ha. Rồi, con nào tiện thì mình quýnh trước. Ok, siêu can siêu cọp, giới thiệu trước luôn. Yamaha XSR 155, biển số tỉnh. Anh em sang tên rút hồ sơ đều ok nha. Odo 800 cây thôi, giá là 74 triệu 800 ngàn, đăng ký tháng 7 2022, xe mới mua được có 1 2 tháng thôi. Cực kỳ lướt luôn nha anh em, siêu đẹp siêu can luôn. Đồ chơi cơ bản cũng có đầy đủ luôn, lưới bảo vệ nè. Gù Motorwork nè, giá đỡ điện thoại nè. Đó, cơ bản là cũng kha khá rồi. Rồi xe cũng rất là mới nên là hôm đây còn rất là mới luôn. Che két nên là không có lắp gì nhiều ha. Đó, ốc tán thì rồi rồi khỏi phải chơi luôn. Nói chung là không khác gì xe thùng mà anh em rẻ đơn được có chục triệu. Đó. Gai vỏ bánh thì dày cui à. Không phải chơi, rất là đẹp nha. Anh em nào ở Đồng Nai lấy là hết sảy luôn. Khỏi suy nghĩ gì nữa. Như anh em là đang có ý định đập thùng mình mua này luôn cho nó khỏe. Đỡ mười mấy triệu lấy tiền vô đồ chơi là hết sảy luôn. Đó, rất là đẹp luôn nha. Ốc tán rồi sáng trưng à. Nè. Nói chung là thiếu cái thùng ụp vô nó là lụm tiền. Các chi tiết rất là đẹp. Keo dán bảo vệ cũng khá là kỹ. Đó, màu yên là lên màu khá đẹp luôn, chuẩn Lexus luôn. Ốc tán đồ sáng trưng à. Quá đẹp. Ken xà beng luôn nha anh em. Không có một lời bình luận gì luôn á. Lên bao tay mới nè, bao tay Daytona, gù inox. Đó. Quá đẹp luôn. Xe siêu lướt. Mua được có tính ra là 2 tháng nó nhiêu. Đó. Đi vòng vòng rồi thôi. Bá cháy bồ cháy. Quá đẹp rồi, ốc tán đồ sáng trưng nè, dấu chấm của hãng nhà sản xuất còn y nguyên hết, cực kỳ đẹp. Đây xe dán keo. Kỹ, xe cực kỳ kỹ luôn, còn rất là tươi. Anh em mà đang có ý định mua đập thùng thì cân nhắc ha. Đó. Rồi thì giờ em test sơ tiếng máy cho mọi người ha. Đây xe ô tô mới có 800 cây à. Đó, thứ gì vừa nổi à. Siêu lướt luôn, cơ máy móc thì tiên nguyên viên tuyệt đối rồi, cực kỳ mà không có gì phải bàn. Xe 800 cây thì chả làm gì cả, không phơm dán rất là đẹp. Dòng XSR này là ăn tiền là được cái phơm vừa hiện đại vừa Lexus, đủ mọi lứa tuổi có thể đi được, khá là xịn sò nha.
máy móc cực kỳ êm. Dư giả thì mình chơi thôi, còn anh em nào mà đang thiếu quá thì cân nhắc giữa việc xe thùng và xe siêu lướt. Đây, ngoài ra thì bên em còn rất là nhiều mẫu mã xe ha, à, quá trời luôn. Anh em có thể tham khảo thêm trên website thimotothủđức.vn ha. Siêu lướt Yamaha XSR 155 biển số tỉnh nha, à, giá là 74.800.000, đăng ký tháng 7/2022. Anh em mà có nhu cầu alo em ha. Rồi, rồi tiếp theo em sẽ qua mẫu Yamaha Malas. Mẫu này là nhập Thái ha, thị trường Thái Lan là Malas, còn Tepit là một tên gọi khác của dòng xe này, như nhau nhưng mà ở xuất xứ của hãng thôi. Yamaha Malas 150 biển số Sài Gòn, giá là 43.800.000, đăng ký 2017 nha. Xe này là màu bạc tem, tem này là tem màu gọi là màu neon á, màu dạ quang á, rất là nổi xe nha, keo trong dán nguyên con luôn, rất là đẹp luôn đó. Một mẫu dòng xe nét bay rất là xịn sò, à, yên hai tầng cao ráo, nhìn phơm dán rất là cơ bắp nha, gọn gàng mà cơ bắp đó. Xe còn rất là ok, chỉ giày cui à, ốc tán sáng chân hết luôn nha. Xe thì bên em đã vệ sinh trong ngoài cực kỳ đẹp luôn rồi đó, anh em về là trải nghiệm liền luôn. Đây, xe còn đang được dán keo trong hết nguyên con luôn, rất là đẹp. Chống đổ bô, bô đồ chơi hả, tiếng nổ khá là ấm. Đây có thêm một cái cùm công tắc nhẹ của Daytona nè, nhỏ gọn xinh tươi đó, quá đẹp luôn. Cái màu này lên nhìn siêu chói chang luôn nha mọi người. Đấy, rất là đẹp, tem của nhà sản xuất Thái Lan, dán đầy đủ luôn. Rồi bộ bát chống đổ, ốc máy nè, cực kỳ đẹp luôn, sáng chân nè, không, ốc cốt nè, ốc sườn nè, đó, ngon lành cành đào hết. À, một mẫu xe nát bay giá cũng khá là ổn định để anh em có thể là tập chơi xe côn tay rồi các thứ, à, dễ sở hữu. Đây quá đẹp luôn, xuất sắc luôn. Đó, dàn chân là bóng lưỡng, ốc tán là sạch sẽ sáng chân nè, có sẵn trắng bùng biển số đúc gầm. Đó, xi nhan led này, xi nhan led mắt cá luôn, quá đẹp luôn em. Đằng xa xa kia em còn một mẫu đây, cũng là đây là mẫu tương tự là Tepit, à, 150 đồ chơi khá nhiều, áo keo nguyên con titan luôn, cổ bô titan luôn. Đó, mở họng xăng rồi các thứ, xe chạy rất là nhẹ nha, giá rẻ hơn được tiếp xíu. Đó, đó, như anh em nào thích chơi dòng xe nào cũng được, cứ cái việc tham khảo sơ trước rồi em sẽ tư vấn kỹ hơn. Còn dòng nào cũng khá ok hết, xe Nhật mà chơi khá là bền, à, đồ đạc đầy đủ, nhông sinh dĩa lên 7 màu luôn. Đó, anh em nào mà không thấy hơi không vừa ý thì mình về mình lột keo trong ra. Đó, đôi khi nó có hơi vết thước sượt này là không vấn đề hết, lột keo trong ra là nó sạch sẽ lại, chùm lại nha, lột xong nhớ chùm nha, chứ anh em để luôn là phải kỹ, nó không là chóc hết. Đó, đậu xe để xe va quẹt là chuyện bình thường, không thể nào né khỏi, trừ khi anh em chùm mền ở nhà thôi. Rồi em test tiếng máy cho mọi người ha. Bô này làm nổ bao chất lượng luôn á. À, tiếng nổ siêu đanh đá luôn. Đấy, quá đẹp.
Rồi, Yamaha MLS 150 biển số Sài Gòn. Giá là 43 triệu 800 ngàn đăng ký 2017. Anh em sang tính hồ sơ đều ok nha. Đó, xe cực kỳ đẹp luôn, lồng lanh lóng lánh luôn. Anh em mà có nhu cầu thì alo em. Rồi, ngoài ra thì bên em còn rất là nhiều mẫu mã xe đa dạng nha. À, anh em có thể tham khảo thêm trên website thimotothuidức.vn giùm em ha. Xe cộ bên em cập nhật hàng ngày trên website. Đó, nhiều lắm, xe về liên tục cho anh em luôn. Đó, anh em mà đang tìm xe đi chơi cái gì đó thì cứ mạnh dạn alo em hoặc là theo dõi trên website của em á. Đó, xe về rất là nhiều. Rồi, cảm ơn em đã theo dõi và tin tưởng ủng hộ ha. Mọi người thấy hay cho em xin một like, một subscribe. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye 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 bye. Mọi người vào ủng hộ xe mới hơn. Giới thiệu em là Thi, mô tô Thủ Đức nha. Này chiếc xe của em và em đây. Đó, này là logo của cửa hàng em. Thì em là trạm xe lướt nha. Trạm xe lướt chuyên bán các loại mô tô xe hai bánh, xe hải quan chính ngạch thôi nha. Thì tại vì sao gọi là trạm xe lướt, thì cái xe của em á, thì máy móc thì không nói nha, máy móc với lại điện đóm này kia tụi em kiểm tra hết rồi. Thì tụi em mở hết tất cả ra, bung rửa từ trong ra ngoài sạch sẽ nha. Để sao? Để khi mà mọi người mua về á, thì sẽ được người nhà nói là ồ cái xe này xe cũ mà nhìn như xe mới, nhìn đẹp ghê á nha. Chứ đừng có mà mua cái xe mà chưa được có rửa hay là như thế nào về mà người nhà chê này chê kia, nói chỗ mình bỏ mấy chục triệu mấy trăm triệu ra mà mua cái xe mà thấy ghê á, thì lúc đó là sao ta, cái mình thì mất cảm hứng mình chạy xe luôn nha, mất cảm hứng mình đi xe tiếp luôn, tự nhiên mua xe quá trời tiền mà về bị người này cái chê xe xấu nha. Thì lúc đó mình phải bỏ ra 1 triệu mấy 2 triệu ra để rửa nguyên con. Thì cái đó là tụi em đã làm cái chuyện đó rồi nha. Giới thiệu dàn áo này, ốc tán này, những đồ chơi trên xe. Em không có giới thiệu là cái xe này zin lốp bao nhiêu, rồi chiều cao in bao nhiêu, rồi mình chạy như thế nào như thế nào. Cái đó thì mình bấm Google ra nguyên một list, mình đọc cả ngày trời, mình nói cả ngày trời cũng không hết được nha. Rồi thì mọi người xem thì like và đăng ký kênh giùm em. Hàng ngày em sẽ đăng các cái xe mới, tại vì xe về hàng ngày nhiều lắm nha. Có cái logo nhỏ ở dưới như này nè, mọi người bấm đăng ký giùm em. Rồi. Rồi. Rồi, giới thiệu xong rồi nha. Thì như mọi người cũng biết nha, xe thì đẹp nè, bóng loáng luôn. Đã rửa từ trong ra ngoài rồi, không phải rửa gì thêm. Mọi người đừng có so sánh với xe nào mà xe cũ, xe nát, thì mọi người về bỏ thêm mấy triệu nữa để rửa xe. Cái đó mọi người tự kiểm chứng nha, có thể gọi em kiểm tra mấy cái tiệm rửa xe mà rửa nguyên con, người ta sẽ báo giá như thế nào. Rồi, thì bây giờ cái chương trình hậu mãi bên em á, thì có tặng nhớt nè. Tụi em tặng nhớt, tặng nón bảo hiểm, tặng nón bảo hiểm thường, tặng nhớt nha, nhớt Motul với là khúc Colin nè. Đó, với này là có bảo hành cho anh em luôn, có bảo hành cho anh em khi mua xe. Đó, đây là cái địa chỉ tiệm của em nè, ngay trung tâm thành phố Thủ Đức luôn, cách chợ Thủ Đức khoảng 50m, 100m thôi nha mọi người. Đây, đường đi rộng rãi cho mọi người. Đây, cái tiệm của em đây. Đó, đi mô tô Thủ Đức. Ok nha mọi người. Đó, tiệm của em đây quá trời lớn luôn nha. Trạm xe lướt. Đó. À, em có hỗ trợ thi bằng lái này kia, quay đầu xe đó nha. Mọi người thi bằng A2 này kia thì cứ gọi em. Rồi muốn quay đầu xe hoặc là bán xe cũ gì bình thường hết, cứ mang tới đây em thâu hết. Miễn là xe hải quan chính ngạch này kia là được. Yeah. Rồi thì tụi em có trả góp nữa, trả góp qua Mbot nè, có 3 hình thức trả góp nè. Trả góp qua Mbot thì thẻ tín dụng của mình thì có bao nhiêu thì quẹt bấy nhiêu. Rồi qua FE Credit thì tầm 40 triệu thôi, vay tối đa 40 triệu. Rồi ngoài ra anh em mà mua xe mà thiếu tầm vài triệu thì em cho thiếu, thiếu bình thường thôi, không có lãi gì đâu. Cái đó gọi là em hỗ trợ cho người ta, cho anh em thôi. Đó, xe rất nhiều đó nha mọi người.
gần cả 100 chiếc nha. Đó, từ tay ga tới mô tô này kia quá trời luôn. Đủ 4 máy, 2 máy, 1 máy, 3 máy này kia có hết nha. Từ 100cc tới 1000cc. Đây, xe quá trời nhiều luôn. Đó. Em bán là xe hải quan chính ngạch không nha chị. Xe ủy quyền là sang tên rút hồ sơ cho anh em đều ok hết. Có ship xe cho anh em ở tỉnh nha. Có ship xe cho anh em ở tỉnh. Anh em nào mà ở gần gần thì mình ship bánh tải, còn ở xa xa thì cọc em ship tàu, ship xe chuyên dụng. Thì tầm có triệu mấy, 2 triệu thôi ạ. À. Em ship Hà Nội này kia đều ship bình thường hết. Hỗ trợ quay đầu cho mọi người luôn. Đó, toàn xe đẹp không? Quá trời xe luôn nha mọi người. Đó, gần cả 100 chiếc đủ thứ loại luôn. Đó. Ok nha mọi người, mọi người có nhu cầu thì cứ alo giùm em nha. Alo giùm em mình nói chuyện cho nhanh gọn lẹ. Mình mua xe mấy trăm triệu thì mình tiếc gì 2-3 ngàn, mình gọi điện thoại cho nhanh gọn, lúc đó hiểu ý nhiều hơn. Chứ mình đừng có nhắn tin nhiều lúc em nhắn nhiều quá em cứ lộn con người này người kia. Thì mình cứ gọi đi, có nhiêu tiền đâu. Mình được cái con xe ngon. Với lại là mình có thời gian mình tới xem trực tiếp đi cho nó dễ nha. Mình mua xe nếu mà xem được thì mình cứ xe tới xem. Một cái xe bao nhiêu tiền mình cứ ở nhà mình cứ bấm chỗ nào rẻ mình mua thì cái đó là sai lầm nha mọi người. Mình rẻ tất nhiên là ok, nhưng mà mình phải tới mình xem trực tiếp, xem cái chất lượng nó như thế nào. Đó, xem cửa hàng nó như thế nào. Rồi mình hãy quyết định. Rồi, xin chào mọi người.